Thôi mình dẫn lên. Anh em lên đây ngồi thở phát lên cho nó. Ok, bắt canh cá một anh nhầm. Trong số Nhã Hứng đến chơi ngày hôm nay, lần đầu tiên chúng ta đón tiếp một nhóm nhạc rất nhiều thành viên, đó chính là Chuân. Thế bình thường mọi người chào khán giả như nào? Đó đứng tức là kiểu band thì thường diễn xong là sẽ hay kiểu nhộn nhạo kiểu dọn đồ ấy. Em luôn luôn phải đảm nhiệm vị trí thằng là bảo mọi người hãy đứng dàn hàng ngang ra và đứng kiểu chào kiểu vậy. Hoặc là một cái gang sai gì đấy, một cái kiểu band sai. Tôi là Sương. Sương chạy ấy. Để phòng. À đúng rồi, bằng Sương. Ngoài làm drummer chơi trống ra thì tôi đảm nhiệm vai trò leader và những cái công việc liên quan đến đối ngoại, ví dụ như là nói chuyện và đi deal với các đối tác. Em là Phú, đầy đủ là Trần Hữu Phú, 21. Ở trong band thì em đang là vocal cũng như là singer songwriter với cả đánh guitar rhythm. Đây, chào mọi người, mình là Thành. Mọi người hay đấy. Hello mọi người, mình là Thành, mình đang là bassist của Chuân Phu. Thì mình sinh năm 2002, vẫn đang năm cuối đại học. Chắc gì là năm cuối, mọi người lo vội đấy. Mình là Lâm Tùng Lê, vị trí guitarist của band và cũng trẻ nhất band 2003. Và mình cũng đảm nhiệm gọi là producer học việc. Giám đốc âm nhạc. Giám đốc âm nhạc của Chuân Phu. Thế bình thường anh em có hay đi cà phê không hay là ngồi trà đá? Tức là phần lớn thì nếu mà đi tập xong thì thường sẽ ngồi trà đá để bàn lại xem là hôm đấy mình đã làm những gì, tập những gì và có thể là... Và sao vừa nãy hỏi em gọi đồ uống gì, ông em Thành gọi là em gọi trà đá mà nhỉ, cuối cùng là ra quả. No. Đúng là có trà, có đá nhưng mà nó là Earl Grey. Nếu đây coi đây là một cái session của Have a Sip đi, thế thì mọi cái đồ uống này nói gì về mọi người? Một cái Atiso, chưa uống bao giờ nhưng mà uống đầu tiên thì nó có bị chua. Chuân Phu. Chua. Tôi lại tưởng là kiểu gọi artiso bởi vì tôi là artist. Artist. Tôi là artist. Đây là trà gừng. Trà gừng mật ong. Nó cũng giống... Không hẳn. Anh thích màu đỏ. Kệ anh. À không, đúng rồi. Bởi vì Sơn Trần, Sơn Trường với tôi cùng Sơn Trường 99 đều là mận thổ. Thổ rất là hợp màu đỏ. Đấy, luôn luôn phải đem... bạn có đem bật lửa trong túi không? Không. Với cả là em là vocal nên là uống những cái đồ uống nó nóng với cả nó mang tính gừng và mật ong trong đấy thì nó sẽ giữ giọng. Trước thì em hay uống kiểu cà phê đen đá các thứ nhưng mà thấy cũng không tốt cho sức khỏe lắm nên là bây giờ đổi sang trà. Em chọn này thì nhìn tên màu green phát thích luôn, thích màu xanh, xanh nước biển, thích màu pastel. Okay. Thế thích chua cũng chua phu. Bốn cái tính cách khác nhau hay sao ấy nhở? Người thì trầm, xong người thì đơn giản, người thì anh chả biết. Son Goku. Cơ duyên nào đưa mọi người đến với nhau? Ta thì đúng đoạn này hơi flashback tí kỷ niệm ùa về. 2 năm quá nhiều thứ xảy ra với em. Anh em này nên đi đóng phim. Không phải hôm nay chuyện nào rất đẹp. Không phải hôm nay. Hồi đấy là em còn đi làm cà phê. Kiểu làm pha chế rồi bưng bê kiếm luôn hết mọi thứ trong cà phê đấy. Thì đợt đấy em có đi hát mấy cái kiểu những cái đêm nhạc phòng trà hay là cà phê ở quán của em. Hàm Chuân là Long Quân. Ừ, đó là Hàm Chuân là Long Quân nhưng bây giờ không còn nữa rồi. Cảm giác như là mình đi hát như thế thì cũng không đủ nữa. Mình cần một cái gì đấy nó phải vươn tầm hơn nữa. Mình cần một ban nhạc để mình phải phát triển âm nhạc mình nó chỉn chu hơn. Thì em có liên hệ, không phải liên hệ mà một người bạn đến với em xong rồi đến đấy chơi với em ở quán đấy. Xong rồi bảo em là đang cần một vocal. Thì em hỏi info của bạn đấy xong rồi contact bạn ấy. Thì bạn ấy lại là thành viên của ban nhạc cũ. Ban nhạc cũ lại có Thành với cả Sương. Tức là ba người đã chơi với nhau từ trước rồi. Nhưng mà đợt đấy không còn vocal nữa là không chơi nữa đúng không? Thế là hóa ra là được mọi người tuyển ngược lại. Okay. Ngược lại em. Thế thôi. Xong rồi mọi người hẹn gặp nhau nhá. Hồi đấy là còn Covid cơ. Bởi vì là đợt đấy là đúng rồi, đợt dịch khá căng nên là bọn em gần như là gặp mặt nhau lúc đấy chỉ tầm khoảng một tháng đấy là gần như chỉ gặp mặt trên Discord thôi. Nhưng mà đợt đấy cũng khá duyên tại vì thì tôi cũng không biết Phú Lai cả.
Lúc đấy tôi cũng hơi đắn đo, tại lúc đấy mình cũng hơi bận. Nhưng mà xong rồi tình cờ thì bảo Phú kiểu gửi nhạc cho nghe. Nó gửi SoundCloud với cả cũng có một bài ở trên Spotify. Xong bảo, em là Trần Lũ à? Tại hóa ra là mình nghe nhạc thằng này từ trước rồi. Tại vì trước đấy em có hoạt động cá nhân. Có SoundCloud. Với tên là Trần Lũ, vui vui lắm. Thế em lâm vào đúng sau rồi, mà đúng không? Lâm vào muộn nhất. Người gián đôm nhạc lại vào sau à? Nói chung là... Last back moment. Đoạn này anh em ghép cho em nhạc gì nó hiểu bi kịch. Ok. Drama thì bọn em hoạt động với nhau, thành viên cũ, hồi đấy là có bạn guitar cũ. Thì bọn em hoạt động với nhau cũng một thời gian. Nửa năm nhỉ? Nửa năm. Những cái người ở trong cái xã hội âm nhạc của em lúc đấy. Contact ở bên HRC. Thì HRC có mời bọn em đánh một show là sinh HRC nhỉ? Sinh nhật 12 à? Đúng rồi. Sinh nhật HRC 12. Thì lúc đấy là có một vài trục trặc ở trong gọi là nội bộ thành viên là không tiện nhắc ở đây làm. Ok, sao lại ban nhạc thủ đô nào cũng sẽ có vấn đề thôi. Thì bạn ấy đã rời đi và để lại những người bạn, những người anh bơ vơ ở lại và không biết làm cách nào để solo lead được như thế. Thì lúc đấy là anh contact qua Lâm đúng không? Thì anh kể tình cờ lại có một người bạn giới thiệu mình một cái clip TikTok của em Lâm. À. Thế bảo là bạn này đánh có vẻ hợp với bên anh. Bạn Chỉnh ơi, Chỉnh đang có mẹ một con robot của chúng ta nhá. Thế là mình check qua thấy cũng hợp lý. Thế thì tại sao em lại đồng ý vào cái band này rồi em? Thực ra trước đấy em cũng đang chơi ở bên nhạc khác rồi. Nhưng mà band đấy thì hay chơi thể loại old school rock and roll. Không phải gu em. Nó không phải gu em lắm. Thế em rất thích nhạc funk luôn. Xong lúc đấy band gửi cái sản phẩm nhạc funk cũng thích. Và cũng ngửi thấy tiềm năng ấy. Đấy cũng chưa có sản phẩm release nào thì cảm giác mình muốn để lại dấu ấn gì đó. Thế em chấp nhận luôn. Em là kiểu đừng cứu thế đúng không? Thấy mọi người cũng nói về cái khoảng thời gian ngày xưa, ví dụ như em là Trần Lú này, rồi là em trước đấy là một band. Thế thì cho anh hỏi cá nhân từng người về việc là thì trước khi mà thành một band như này thì cái gì đã đưa bọn em đến với âm nhạc? Nhưng mà hồi đầu tôi bắt đầu nghe nhạc và bắt đầu tìm hiểu về nhạc thì lại không phải là nghe ban nhạc, lại nghe nhiều hip hop. Đợt đấy nghe Eminem, nghe từ một cái máy Walkman của thằng bạn. Nghe uầy, nhạc gì chửi bậy nhiều ấy à? Sướng à, bạn thích à? thích được chửi bậy à? Xong rồi về sau thì bắt đầu học chơi nhạc cụ, để học guitar. Học guitar mới bắt đầu nghe rock, nghe những cái ban nhạc rock. Thế mà đấy là đánh guitar và sao bạn tự nhiên chuyển sang đánh trống? Giải quá. Thì lúc đầu là học guitar thì cũng kiểu chỉ lớt phớt kiểu đệm hát thôi. Nhưng mà mình thì hát không hay lắm nên là nó cũng không thể đi đường dài được. Mình quyết định là học một cái nhạc cụ khác. Em thì ngay từ bé là bản thân là đã thích kiểu nghệ thuật ấy. Nói chung cái gì nghệ thuật là thích hết, là mình sẽ rất muốn tự học. Thì ngay từ bé là đã xem Doremi. Anh cũng có xem Doremi. Xong rồi bắt đầu lên là xem The Voice Kids. Xong rồi kiểu thấy các bạn rất ngầu, thấy Quang Anh rất ngầu. Đúng rồi, Quang Anh rất ngầu. Kìa chị ăn Nga, chú quậy tuổi thơ. Đấy, hồi đấy là Quang Anh có bài hay với cả đám biến chuột. Okay. Mình xem mình cũng... em thích quá. Thế là cũng bắt đầu hát nhiều hơn, xong đi karaoke mọi người nhiều hơn. Kiểu trong gia đình cũng hay đi hát karaoke. Xong rồi dần dần thì có may mắn là được động vào một cái đàn của một người em họ. May mắn được động vào cái đàn? Đúng rồi, may mắn được động vào. Nghe giống ăn cắp. Bởi vì nếu nó không đi học thì chắc nó không cầm. Đấy là may mắn đấy. Kiểu cái đấy là sự kiện bắt buộc xảy ra. Canon event. Thế là mình mở hộp, em mở cái hộp bấm chuẩn lên. Xong rồi nhìn theo cái thế tay bấm. Xong rồi bấm được hộp la hay gì đấy, kéo xuống phát ui âm nhạc. Âm nhạc giống kiểu khỉ được tiếp xúc với âm nhạc ấy, xong rồi thành người ấy. Anh nghĩ đấy là số mệnh rồi, kiểu anh cũng cầm một cái đàn nhưng anh không sáng tác được. Thế thì sự kiện canon của em là gì cả? Thực ra gia đình em không có tí văn hóa âm nhạc luôn, và em đến tận lớp 8 vẫn rất ghét âm nhạc. Lúc đấy thế giới xung quanh của em chỉ có huyền thoại Xuân Cỏ hay là video đấy ạ. Vòng xoáy vô cực. Anh cũng thế mà. Robot trái cây. Game online 4399. Xong rồi đấy mẹ em thấy nghiện xem TV xong rồi chơi game quá. Thế là bảo ông em vứt cho một cái đàn. Lẽ ra là phải lắp dây ni lông ấy, nhưng mà lắp dây sắt bấm kiểu chảy máu tay luôn đấy. Nhưng mà em vẫn thích. Kiểu đau mới thích ý. Đau mới sửa. Đây là sửa thích cá nhân. Xong rồi một cái canon nữa là ngày đấy em thuận tay trái, cầm ngược như này luôn. Xong rồi bố em nhìn kiểu kỳ, nếu mà không lật phát ngược lại cho em đánh ấy là không bao giờ đánh được đàn như ngày này.
Đấy cũng là một sự kiện bố em mà không lật nó lại thì không ngờ thành guitarist đấy. Thì quá khứ anh em nhiều sự kiện hay rồi, nhưng mà đúng thật là tất cả nó giống như kiểu là một cái định mệnh đưa anh em đến với nhau ấy nhỉ. Anh em còn nhớ cái sân khấu đầu tiên của True & Full dưới cái tên là True & Full? Đợt đấy là bọn em cũng mới chỉ đi tập và tập nhạc trong vòng 6 tháng và trong 6 tháng chỉ tập đúng một bài thôi. Bởi vì lúc đấy mới chỉ viết được một bài. Thì tình cờ là anh Sương nhỉ? Có quen qua anh kể đi. Đợt đấy là tôi quen anh bi chố của band Cát Lún. À rồi. Mà anh ấy thì đúng đợt đấy đang muốn làm một cái event ở trong Hội An. Một cái show ở Hội An đợt tháng 7 năm 2022. Anh ấy thì kiểu cũng trong giới lúc đấy cũng chưa quen nhiều ban nhạc. Thế là thấy anh cái clip tập đấy của tôi, thế là rủ đi chơi luôn. Tức là lúc đầu thì nhận cái show đấy nó cũng tương đối là mạo hiểm. Lúc đấy mới chỉ một bài. Mà lúc nhận show là chỉ còn có một tháng. Thế là anh em, nhưng mà anh em vẫn quyết tâm. Thế là quyết định chạy deadline. Chạy deadline trong một tháng đấy để viết ra thêm 3 bài nữa. Để có đủ ít nhất là 4 bài để hoàn thành một cái set list. Bởi vì nếu 3 bài xong, thì ít quá. Vừa viết xong vừa dựng bài xong vừa phối để đi diễn. Thế thì mình lại một tò mò một cái nữa luôn là thế quy trình sáng tác là bình thường là em vừa bảo em là songwriter. Vâng. Thế có phải là mình em sẽ là người sáng tác chính không hay mọi người cũng sẽ cùng em? Thì hoạt động trong một cái band như này thì nó có nhiều kiểu hoạt động theo kiểu mà để ra một sản phẩm cuối cùng ấy. Thì theo em thì sẽ có 2 kiểu, 3 kiểu. Kiểu thứ nhất đấy là em sẽ tự sáng tác những ca khúc từ trước của em và em sẽ lấy ra để phối mới lại. Và cái thứ hai là em sẽ tự sáng tác và nghĩ ra trên hợp âm của em, em tự đánh đàn. Và kiểu thứ ba là em sẽ nghe riff của guitar rồi em sẽ phát triển từ cái riff đấy ra để thành bài hát. Thế thì kiểu làm như thế có bao giờ anh em sẽ bị cãi nhau với nhau trong khi sáng tác? Bên em yêu nhau lắm. Yêu quý nhau. Yêu quý nhau. Nói chung là bên anh em cũng chill. Không, cũng có thể nói là anh em đang trong tuần trăng mật. Đúng rồi, mới thôi. Có những xung đột cũng xảy ra trong khoảng chục năm rồi. Ok, thế thì có một cái rất tò mò từ lần đầu tiên đi xem show của mọi người đấy là tại sao lại tên là True & Full? Lúc đấy anh có hỏi bạn anh đi cùng ấy, True & Full có phải là Trần Phú không? Chắc là không phải đâu. Không ai hỏi trẻ Trần Phú à. Anh em giải thích cho mình cái tên đấy đi. Thực ra thì thông thường mọi người đặt một cái tên thì mọi người sẽ thường hay đặt theo một cái ý nghĩa. Tức là cái tên nó có một cái ý nghĩa gì đấy gắn với cả mọi người. Mà bọn mình là những người quan trọng hình thức. Nghe cái tên cho nó ngầu ra đúng không? Mình thứ nhất là nghe nó như nào và thứ hai là viết ra nhìn nó như nào. Thì lúc đấy là bọn mình đặt ra một số những cái tiêu chí từ tiếng Anh. Nhưng mà nhìn nó lại hơi tiếng Việt. Như kiểu thì bọn mình tìm ra từ chuồn. Thì chuồn này có âm T-R-U A-N thì đứng cạnh nhau nó hơi giống một từ tiếng Việt nào đấy. Chuồn. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà để mỗi từ chuồn thì nó hơi cụt, nó hơi ngắn. Kiểu như sau fan có hô, khán giả có hô chuồn nghe nó hơi đúng rồi, nghe nó hơi bằng nhá. Nó không nhịp điệu, không nhịp điệu, hơi khó. Nhớ lại là trước đấy là anh em cũng có tìm ra một cái từ gọi là điểm chung. Thì tìm ra từ phu. Phu. Như cái từ phu cũng đúng rồi. Nhưng đa phần như có những từ phu liên quan đến văn hóa châu Á. Mọi người nhìn thấy và mọi người nghe thấy nó sẽ ra được một cái gì liên tưởng đầu. Kiểu vậy, mọi người sẽ tưởng tượng dễ hơn về con nhà. Không, âm nhạc của True & Full thì cảm giác ngay cả hôm đầu tiên đi xem hôm ở HRC Siệt 13. Hôm đấy là đầu tiên. Thật sự nói thật là đầu tiên là mình đi nghe hôm đấy là ai dẫn mình đi ấy. Anh Đạt đúng không nhỉ? Hay anh Quân ấy, xong rồi cũng giới thiệu mình. Ôi, phải nghe True & Full đi, hay lắm. Rồi tối hôm đấy về phát thế là nghe xong. Follow tất cả anh em luôn. Follow cả anh các bùng các kiểu luôn. Đấy là một phần lý do mà cái nhà hứng đến chơi của tôi rất muốn giới thiệu True & Full. Vì âm nhạc của True & Full rất là... Nó đem đến một cái làn sóng mới ấy, cảm giác kiểu đây chính là thứ năng lượng mình cần vào cái thời điểm này ấy. Đấy. Thế thì khi mà mọi người trở thành ban nhạc bắt đầu đi diễn như thế này thì bố mẹ mọi người hay là bạn bè có ý kiến gì kiểu ngăn cản không? Thì bố mẹ em vẫn biết em thích kiểu văn võ vẽ, hát hò kiểu ấy. Nên là từ bé cũng không quá là căng thẳng trong chuyện đấy. Nhưng mà khi mà lên lớn hơn rồi ấy thì có những cái mình phải tập trung hơn để cho bố mẹ yên tâm ấy. Thì bố mẹ vẫn chỉ nhắc là làm gì làm không cấm nhưng mà phải ưu tiên việc học tập trước. Thì hiện tại em vẫn đang cố gắng cân bằng hai thứ đấy thôi. Thì mọi thứ vẫn sẽ hòa bình. Tạm thời hòa bình đúng rồi. Sau quả đầu ấy chưa chắc. Sau quả đầu ấy thì chưa chắc. Trước cái tóc màu này anh có để màu đỏ. Đỏ xong sang xanh, xanh xong anh chơi trội phát tẩy luôn, trắng bạc luôn. Đây rồi. Đấy. Tất nhiên là bố anh đều là bộ đội. Nhưng mà về cơ bản sau khi anh được bắt tay với anh Binzy
Bố mẹ cũng không nói gì nữa. Đôi khi nó là ca đồng ý fan. Cảm ơn Rap Việt. Của em thì bố mẹ em cũng trẻ, thế nên là cũng khá thoải mái. Nhưng bố mẹ có đi show rồi mà đúng không? Đây là thành viên đầu tiên mà bố mẹ đi show. Em thì bố mẹ cũng khá sợ, bởi vì tất nhiên không có truyền thống âm nhạc gì mà, nên thấy con đàn hát cũng hơi lo. Nhưng mà hồi cấp 3 thì em học đỗ tuyển xinh giỏi luôn. Tức là làm gì là phải giỏi đúng không? Nên đúng không, chẳng quan tâm. Cũng càng lo hơn, vì thế em đi hoạt động âm nhạc mạnh quá. Thế là bữa Tết em về gửi cho một chỉ vàng. Khéo, được. Quay là kiểu con tự lập được, con không cần xin bố mẹ tiền nhờ ngày âm nhạc. Thế là bố mẹ cũng thôi, không ý kiến gì đấy. Đừng lẩy em đấy. Ok, cũng là một câu chuyện rất là thú vị. Thế thì bên ngoài những cái sở thích về âm nhạc thì mọi người có sở thích gì khác ngoài âm nhạc ra? Hay là mọi người là một những người kiểu ăn ngủ với âm nhạc? Tài hiểu lắm ấy. Em chơi Valorant nghiện luôn. Anh cũng chơi Valorant. Em rank gì đấy? Vàng 3 ạ. Sao bảo nghiện lắm? Em có sở thích cũng chơi game, nhưng mà em đánh Liên Minh với cả đánh cờ. Ở sao mấy anh em trong giới thích nhất, đặc biệt là nghệ sĩ nhá, anh rất thấy rất nhiều người luôn rất thích chơi cờ như là chơi cờ anh em. Hồi trước em cũng không chơi đâu, nhưng mà thấy đánh Liên Minh mãi cũng nhảm ấy. Không, nếu mà chơi cái mùa vừa rồi, cái mùa mà có nhạc nhẽo ấy, mùa đấy hay phết này. Mấy anh em nghệ sĩ bảo là hôm trước nân cũng bảo là học cái mùa, chơi cái mùa đấy xong là có cảm hứng viết nhạc ra nhạc mà. Em có xem tờ đấy rồi. Đấy. Em thích vẽ. Vâng. Em có thể trên thread của em up mấy cái. Vâng. Thì em là sinh viên trường mỹ thuật nữa. Nên là từ bé rất là thích vẽ, kiểu cầm bút lên là vẽ linh tinh, không biết vẽ gì thì vẽ thôi. Thì phần lớn là không hát thì thi thoảng sẽ ngồi vẽ chiêu. Tôi thì nói chung tôi cũng nhiều những cái sở thích linh tinh, nhưng mà hai cái sở thích lớn nhất thì ngoài một là âm nhạc và hai là thể thao. Thì là tôi chơi bóng rổ trượt ván. Chơi thích chơi bóng rổ thôi. Chơi bóng rổ từ hồi cấp 2 và cảm thấy bộ môn này nó dạy cho mình nhiều điều và nó mang cho mình rất là nhiều những anh em tốt. Thế à? Thế thì chơi nhạc không cho anh em tốt à? Anh em xã hội rồi. Mình chỉ đang làm việc thôi, không phải chơi với nhau đâu. Không, tại vì nhạc thì cái chặng đường nó mới, nó mới bắt đầu thôi. Okay. Bóng rổ phải chơi lâu rồi. Ok, lan man thì thôi, bây giờ mình sẽ vào cái phase nói chuyện deep talk hơn một tí. Là về phase thứ hai, chúng ta sẽ nói về âm nhạc của Chuyên Phu. Vậy thì để miêu tả về âm nhạc của Chuyên Phu thì mỗi người cho mình khoảng 1 đến 2 từ để miêu tả đi. Bắt tai. Châu Á. Châu Á. Thử nghiệm. Hiện đại. Hiện đại à? Thế thì bài nhạc nào mọi người tự hào nhất từ lúc viết ra rồi? Mặc dù mới ra có 2 bài trên YouTube nữa. Còn nếu ở thời điểm mà ra đây thì là chắc có 3 bài rồi. Sẽ 3 bài. Sẽ là 3 nha. 3 bài rồi. Nhớ nghe nha. Thì để mà nói là đúng màu sắc của ban nhạc Chuyên Phu nhất thì em sẽ tự hào bài Rối Ren nhất. Bởi vì bài đấy là một trong những bài mà bọn em kiểu làm việc với nhau nhiều hơn và kiểu nhiều ý tưởng hay hơn để kết hợp với nhau. Và ý tưởng là kiểu ê. Đúng rồi. Lyric rất là có ý nghĩa. Giống nhiều cái mới. Giống như em Thành nói là thử nghiệm ấy. Thế là bọn em đang rất là thử nghiệm rất là nhiều. Thì bài Rối Ren là một cái bài mà bọn mình thấy là nó thể hiện cá tính nhiều nhất. Còn nếu mà để một bài mà nhiều người có thể dễ nghe nhất, nhiều người nghe nhất thì sẽ là bài Hoa Đăng. Là cái bài dám ăn gần nhất. Vừa ra đấy. Còn một bài mà nó trung hòa giữa cả hai yếu tố thì sẽ là bài Runaway. Đọc phần comment thấy mọi người cũng thấy giống mình. Ví dụ như bài Runaway thì nó có mang màu rất là Vương Gia Vệ, mọi người comment như thế luôn. Mặc dù mình thấy riêng anh thấy bài thế là hơi chóng mặt. Thế là tốt rồi, chủ đích. Ý đồ. Còn sang bài Rối Ren thì cảm giác gì đấy hơi This Is America. Hơi kiểu có một người trong hầm xe xong rồi. Nhưng mà cái phiên bản kiểu nó nghệ hơn một tí. Đúng rồi, chuẩn. Thì đấy, mọi người có phải là đang hướng tới là cái việc ra ít nhạc nhưng bài nào cũng phải có MV chất đấy, có phải là chủ đích không? Quan trọng hình thức mà. Bài rất quan trọng hình thức. Quan trọng hình thức. Nhấn mạnh. Thế nó không phải là phải có MV, mà tức là bất cứ một cái sản phẩm nào ra thì bọn mình đều mong muốn là đóng gói nó một cách chỉn chu nhất và tốt nhất trong cái khả năng mà bọn mình có thể. Kiểu thay vì, bởi vì một ban nhạc mới và indie mà thì cái kinh phí nó không có nhiều, thì thay vào đấy thì bọn mình sẽ
đầu tư nhiều hơn vào cái chất xám rồi công sức. Đây là một giả tưởng đấy nhá, nếu mà trong trường hợp không cần phải lo lắng về chi phí làm MV, mọi người có ý tưởng điên rồ nào đấy trong đầu chưa? Câu hỏi siêu khó luôn. À, quên mất là nhắc đến MV thì mình cũng phải shout out đến người bạn, là một người bạn thân của mình, là đạo diễn cho hai MV đầu tiên, là bạn Sơn. Em cảm ơn anh Sơn ạ. Tôi cảm giác như là cái band nhạc này nếu mà có chi phí họ sẽ làm một cái MV gọi là chóng mặt nhất có thể. Ủa ra về bình thường nhá, ý tưởng là xuất phát là từ anh đạo diễn cơ. Nên là em nghĩ là nếu anh đạo diễn nghĩ thì sẽ là rất là điên đấy. Nên là bọn em nghĩ thì chắc là chỉ cần nghe anh ấy nói và thấy hay thì là làm thôi. Nên đấy là một người bọn mình rất là tin tưởng. Đúng rồi. Nếu mà anh Sơn có xem, em cũng có thể đóng cameo. Em gạ hết, bất kể nghệ sĩ nào em cũng gạ hết. Em sẽ làm cameo cho bất kể ai. Nhớ như kiểu cameo Runaway cũng không thấy mặt đâu. Đúng rồi. Cho cái đóng cái cảnh đứng làm cảnh sát giao thông được. Quay lại với âm nhạc đi. Thì cái nguồn cảm hứng lớn nhất trong âm nhạc của Chuan Phu với từng người hay là cả nhóm thì sẽ là ai, hay là hình tượng như thế nào? Về màu sắc âm nhạc hay là kiểu thể loại nhá, thì em sẽ thiên hướng, em nghe rất nhiều indie Korean Hàn Quốc ấy. Mấy band rock indie Hàn Quốc. Thế nên là dù mặc dù gì đấy nghe cái gì rất là nhiều thì mình cũng sẽ hơi có một gì ấy kiểu tiềm thức trong đầu, mình cũng muốn thế. Thứ nhất là mình thích nữa, thứ hai là nó sẽ là thành cái màu sắc. Tất nhiên không phải đảo này. Không. Lấy cảm hứng gọi là inspiration rồi. Xin lỗi nha, tôi nhạy cảm. Thì phần lớn là xoay quanh những cái suy nghĩ của em thôi. Về những cái thứ nhất là có thể đời thường hoặc những cái mình sẽ kiểu cao siêu hơn mà mình không thể hiểu được, giải thích nhau mình sẽ viết vào trong nhạc. Ví dụ kiểu tình yêu thì có những cái mình không thể nói được, người ta nó bị sến. Rất là sến. Thế nên là thôi thì em nghe nhạc này đi rồi biết anh sẽ cần gì, em sẽ cần gì nói chuyện với anh. Ôi, bây giờ lại còn phải bắt bạn gái để nghe nhạc của mình để hiểu mình à? Thì đúng rồi. Dạ viết thư. Trời ơi. Viết thư. Em thấy hay mà. Hoặc là hiểu em có bài thư thân là viết theo hướng là kiểu bản thân em là một người sống cũng khá là khép kín từ trước đến giờ, cho đến khi có band thì mới đỡ. Nên là khi mà em đang đứng trước một cái quyết định nào đấy hoặc là một cái gì đấy nó mang tính mạo hiểm, thiêu thân là kiểu cháy, và hai là cũng là cháy nhưng mà con thiêu thân cháy. Tưởng là kiểu em sẽ lao thẳng vào nó, lao thẳng vào khó khăn. Đúng rồi, thứ kiểu bài đấy thế đấy. Tiện đây thì mình sẽ chia sẻ luôn một tí về bài nhạc vừa mới ra là Hoa Đăng. Và cũng là bài nhạc mà mọi người đánh giá là nó sẽ tiếp cận được nhiều người nhất, đúng không? Thế thì mọi người có thể chia sẻ về cái quá trình sáng tác ra nó và mọi thứ về nó đi. Quay lại Hội An. Quay lại Hội An. bài nhạc là bắt đầu từ sáng tác khi... Giờ đấy là một trong những bài mà chạy deadline. Lúc đấy là có Hoa Đăng rồi mà đúng không? Chưa, lúc đấy chỉ có Crazy thôi, xong sáng tác thêm... Thế là sau đợt đi Hội An ấy mình về mình bắt đầu viết Hoa Đăng đúng không? Không. À trước đấy viết rồi nhưng mình chưa phối thôi. Phối rồi, diễn ra Hội An mất đời. Em vừa mới hỏi xong anh lại bảo không. Các đoạn này ban thiếu nhất quán quá. Thì lúc đấy là em biết bài đấy là nó còn chưa có tên. Và sau khi mà đi cái đợt diễn ở Hội An và cái trip này nó rất là ghi nhớ trong đầu. Và cái hình tượng Hoa Đăng, lễ Hoa Đăng thả ở Hội An, đúng rồi. Thì cái bài hát này nó cũng mang lại cảm giác nó nhẹ nhàng như thế, nó lung linh như thế. Và tất nhiên là cũng hơi mang mắc buồn, kiểu buồn buồn. Thì bọn em quyết định là đặt tên là Hoa Đăng. Ngay trên sân khấu. Mình sẽ đặt bài này là Hoa Đăng. Nhiều người nghe bài này thì sẽ thường hay thắc mắc là tại sao tên là Hoa Đăng mà trong lời không liên quan gì đến Hoa Đăng cả. Chắc nó hình ảnh. Đúng rồi, nó là một cái kiểu cảm giác. Thật là một cảm giác. Ok, thế thì nhờ anh Quân chiếu ngay cảm giác đấy lên cho mọi người để mình bắt đầu chuyển qua phần 3. Chúng ta di chuyển ngay tới quán gà tiếp theo để tận hưởng của món gà ngon nhất thế giới. Điên rồi. Bữa gà ngon nhất thế giới. Chu 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 chu.
không thể nào bỏ lỡ được. Lúc ba thế nào là cái chỗ này một lần suýt chết thì bố mà lừa không nhỉ? Như vậy. Ôi, em này nên đánh phục vụ anh em ăn uống này mà. Thì tip cho ít tiền. Thì cô dâu vai mà. Trời. Kiểu chúc phúc cô dâu tôi rể cùng nhau rót ly rượu. Em là máy karaoke mà. Máy phát nhạc. Có ông em trong nhóm này. Sướng rồi. Ok, hiện tại chúng tôi đã có mặt tại số 64 Bạch Đằng, quán gà BBQ. Ở trên bàn thì mặc dù đã có rất nhiều đồ ăn rồi, nhưng trước khi để mà cho nhóm nhạc được hưởng thụ bữa gà ngon nhất thế giới, trong chiếc hộp này tôi có khoảng 10 thử thách và bên cạnh đấy là 10 cái câu hỏi. Câu hỏi vô tri thôi. Và anh em bốc phải cái gì thì anh em sẽ làm cái đấy. Chắc là trưởng nhóm đi trước nhỉ. Làm anh bộ trưởng ngoại giao ăn thèm khó lắm. Ăn thèm vắc nặng nữa. Nếu có khả năng nói chuyện với động vật, bạn sẽ trò chuyện với con vật nào? Không phải con gái nhá. Động vật nhá, động vật nhá. Chắc là tôi sẽ muốn nói chuyện với loài mèo. Bạn thích nuôi mèo không? Không. Lý do thì vẫn... thì tôi thấy là loài mèo là cái loài nó kiểu nó hành động khó hiểu nhất ấy. À, okay. Thì tôi sẽ hỏi nó mày tại sao mèo tại sao mèo thế? Bạn ấy muốn làm Nobita. Bạn muốn nói chuyện với Doraemon. Thế mới nhanh. Ok. Kể tên năm bài nhạc bất kỳ bắt đầu bằng chữ T. Ui. 30 giây thôi. Năm bài nhạc bắt đầu chữ T bắt đầu. Tình là gì ạ? Anh em sắp hết tình em như đại dương. Tình đáng như ly cà phê. Tình đáng như ly cà phê. Dạ. Sẽ là một bài hát à? Quá mẹ dây rồi. Ngồi mà nghĩ. Nghề nghiệp. Barista. Nếu được chọn cuộc đời của một nhân vật anime, bạn chọn nhân vật nào? Nhìn cái tóc chắc biết ai rồi đấy. Hôm qua không anh cũng vàng vàng nên sẽ chọn là Denji. Denji à? Ở trong Chainsaw Man. Là em thích cái tính cách của anh ấy, kiểu bất cần đời ấy, xong rồi kiểu đâm chém. Em là người như thế à? À không. Anh xem cắt mới nhất chưa? Chưa. Cắt thành từng mảnh rồi. Cắt từng mảnh. Nếu bạn có thể có một siêu năng lực nhưng nó sẽ khiến bạn mất đi một giác quan, bạn sẽ chọn siêu năng lực nào và mất đi giác quan nào? Ừ đấy. Là dịch chuyển tức thời. Dịch chuyển tức thời. Đây là con này. Mất đi mất chân tay à? Mất đi chân tay. Mất đi vị giác. Vị giác. Nhưng mà trông gà này không được, không được. Không được. Mất vị giác là đời em nhạt lắm đấy. Nhìn được mọi thứ, xong mình ước, xong mình sẽ đánh đổi bằng mất đi mắt đấy. Rồi, em cũng đang nghĩ là đánh nàng siêu hay. Nhưng mà bị điếc. Nhưng mà nhiều thứ. Đến mức độ mà mình đẳng cấp mức độ mà không cần nghe mình vẫn đánh hay ấy. Đấy thì nó cũng không mất gì nhiều nữa. Ngẫu hứng một đoạn nhạc bằng bất kỳ nhạc cụ nào bạn đang có. Chồng có mỗi bạn có thể ngẫu hứng bằng cái này được. Một đoạn nhạc bất kỳ. Một thử thách dành cho mình. Thử thách dành cho drummer nhưng phải đánh guitar. Hơi tịt tịt nhỉ. Chẳng hay biết nơi đâu dối gian. Tới trên bàn xem nhá. Đến nỗi khó qua. Mất thử thách đánh đàn rồi. Nhìn thẳng vào mắt lanh xá, ai cười trước bằng thua. À. Chết. Chết. Em cần phải bắt nhá. Em xem mắt đắp. 1 2 3. Mặt nó cười quá. Mặt nó buồn cười quá. Buồn luôn nhá. Tìm ngay một câu hát có chữ suy trong câu. Nhìn dễ thế thì đó. Suy. Thậm chí bài này anh nghĩ là em cần phải đánh đàn cho bạn ấy hát luôn. Để được anh suy à? Đấy, suy nghĩ. Rồi rét. Dòng suy nghĩ
trong đầu tôi. Từng ngày trôi qua vô nghĩa lan man vậy thôi. Ê, mà thấy ơi, suy ơi, thấy thôi, nhá thấy thôi. Nhớ nghe nhá, rồi ghen. Thế mới là gà ấy. Gà ngon vãi, mấy con gà biết gì. Ủa, anh em cảm tạ trời đất mất. Cảm ơn. Tạo hóa. Thật sự là cảm ơn tạo hóa thật, bởi vì số lượng gà trên thế giới nhiều hơn loài người đấy. Nên là thoải mái, mọi người có thể ăn gà mà không cần lo. Thế trong lúc ăn thì mọi người có muốn ai chơi thêm thử thách tí gì không nhỉ? Không ạ. Không ạ. Không thì bắt phải chơi. Câu hỏi là gì? 5 giây kể tên 5 nhóm nhạc tại Việt Nam. À, thế cũng đơn giản mà. 5 giây là nhanh ấy. Đơn giản. Bắt đầu. Chuồn Phu, Cát Lún, The Bakery, Giấy Gấp, Ray Tory. Giảm nhau. Thể bốt à, những người anh em. Tài hay xỉu. Đây đoạn này. Đoạn này ban tổ chức cài cài một tí không phải quảng cáo tài xỉu nhá. Thế là em muốn chọn đây này. Ừ, em cứ chọn thôi. Tài. Cái câu vừa rồi của em có thể cứu một bạn người nào đấy đang xem đấy. Nếu được du hành thời gian, bạn sẽ đến quá khứ hay tương lai? Ây da, một câu hỏi đầy tính triết học. Thực ra thì em sẽ chọn tương lai, bởi vì quá khứ thay đổi thì nó cũng ảnh hưởng đến tương lai, thì nó cũng chả để làm gì cả. Nếu anh là em, anh sẽ quay lại thời điểm mà Bitcoin nó còn chỉ còn vài trăm đồng em ạ. Hoặc là anh sẽ về đầu cơ nhóm nhạc. Đấy, anh sẽ biết trước nhóm nào sẽ nổi. Về quá khứ các bạn Sơn Tùng NTP luôn đi. Ừ thật. Anh sẽ đèo Sơn Tùng đi học. Vừa ăn gà cay vừa gảy đàn hát đạn. Đấy ôi. Chuẩn quá, vừa ăn gà cay vừa gảy đàn. Cắn đi xong hát. Cắn đi xong hát. Cái này rất cay, mọi người trông thế thôi nhưng nó rất cay. Đánh bài của Trang đi. Trang. Vì em đã lâu hay à. Chưa gặp em như thế. Chưa được cay như thế. Chưa yêu như thế. Ngỡ như này là vì thương. Quên lời rồi. Chưa gặp ai như anh. Anh ước đến nay không là lần cuối bên nhau. Ok. Hình như là vì cay nên cũng quên một tí lời ấy. Thì không biết là nhóm nhạc mình trong cái thời đại mà ai cũng ra album như thế này thì nhóm mình có ấp ủ một cái album gì không nhỉ? Gì nhỉ? Gì? Mà mình nghĩ là trong một cái sự nghiệp của một cái bất kỳ một nghệ sĩ nào đều mong muốn có những cái album để đánh dấu cái chặng đường âm nhạc của mình. Sau bài Hoa Đăng là bọn mình sẽ ấp ủ hoàn thiện album đầu tay. Với cả theo mình thì chắc là việc có album ấy thì nó cũng sẽ dễ để sau này được đi diễn hơn. Đi diễn họ cũng phải có một set list chứ đúng không? Vậy thì trong thời gian tới nhóm có ao ước được đứng trên một sân khấu nào không? Cụ thể không? Monsoon. Hôm trước thì mấy anh em Abic. Abic có manifest đi như thành phố mơ màng, thế cũng được luôn. Thì ATS Rising. Được đấy chứ. Mình diễn Color Show. Lên Color Show cũng được. To lên. Ok, thế thì chúc nhóm sẽ có những thành công trong tương lai và đạt được những gì mình mong muốn. Vậy thì bây giờ thôi không hành nhóm nhạc nữa. Thế là mình sẽ gửi một lời cuối cùng đến khán giả của Nhã Nhạc để anh em mình có thể tận hưởng bữa gà ngon nhất thế giới ngày hôm nay. Mình cũng muốn ăn nghiêm túc rồi. Mình muốn ăn. Nên là đây là lời chào tạm biệt cũng như là một lời chào thân ái nhất của Chuồn Phu bọn mình gửi tới các bạn, và mong các bạn có thể sẽ ủng hộ bọn mình trong thời gian sắp tới. Nó sẽ có nhiều sản phẩm nữa, rất nhiều sản phẩm nữa được ra mắt trong thời gian sắp tới, mong các bạn ủng hộ. Cảm ơn các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem số lần này. Chúc các bạn một ngày xanh lá. Bye bye. Bye bye, bye bye. Nếu làm diễn viên bạn muốn đóng kiểu loại phim gì? Ngon. Ngon luôn mà. Với 200.000 bạn nghĩ bạn có thể sống trong bao nhiêu ngày? 14 ngày. 14 ngày á? Em chia rồi đấy. Ăn 30.000 à? Mỗi ngày ăn
2 kg khô. Khô đấy. Khô đấy luôn.